Chào Phi Nhung với Mạnh Quỳnh, có thể cho quý khán giả được biết là ấn tượng với nhau như thế nào không? Cái ấn tượng của Nhung đầu tiên là Mạnh Quỳnh chiều Phi Nhung. Anh chiều em. Để hát chung á, thì đó hát chung mà chiều Nhung là Nhung thích rồi, đâu có cần phải gì đâu. Tôi tưởng đâu là Nhung ấn tượng với tôi vì tôi đẹp trai chứ. Cho ông biết nha, tới giờ phút này tôi không có mê đẹp trai đâu nha cha nội. Còn anh ấn tượng em cái gì? Anh ấn tượng Cưng là tại vì Cưng có một giọng hát rất là ngọt ngào và đặc biệt. Em cảm ơn. Không có giống ai hết. Em cảm ơn. Với lại Cưng cũng hợp với lại cái giọng của Quỳnh. Em cảm ơn. Cũng có những cái nét giống nhau. Hai đứa đều lỗ mũi cao, mắt sâu. Trong thời gian song ca thì kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất? Thì lúc nào cũng gây lộn với ông Quỳnh, nó nhớ kỷ niệm đó thôi chứ còn không có gì hết. Nhưng mang đôi bút mà trời mưa nữa đó, mà Nhung tức Mạnh Quỳnh đó, mà Nhung chạy vô xong không biết làm gì, đá đục một cái coi như là cái tường lũn luôn. Police tới hỏi cái gì, what happened, nó no, không có gì hết. Mà nó tức trời ơi, tức dễ sợ luôn, cũng là ổn luôn, cứ chặt tức hoài vậy đó. Ấn tượng với Nhung nhất là ấn tượng gì không? Nhung quýnh Quỳnh gãy ra. Vậy thôi. Không phải diễn giả mà phải là quốc thiệt, cái răng rớt mẻ cái răng đó luôn. Khi mà diễn xuất cái tuồng Hải Âu Phi Sứ, cái khúc mà tại nói yêu tôi mà không nói, đi yêu người khác, tôi tức quá, tôi phải tát cái bếp. Kêu chị tát cái bếp một cái, sao không biết, không biết gãy sao. Bây giờ tôi nói, từ giờ tôi cười, tôi phải bịt miệng, hiểu không? Trong cuộc sống đời thường thì hai anh em mình coi như cư xử như thế nào? Giải thích riết thì cũng thường, là bây giờ mình cũng không có nói gì nữa hết, giờ cứ nói là tại vì hai đứa diễn chung sân khấu vậy thôi chứ ngoài đời thì không có gì hết. Người tình trên sân khấu. Người tình sân khấu. Không, còn Nhung á, là tại vì á mà khán giả cấp đôi cái gì Nhung cũng rất là bình thường, là tại vì mình đâu có gì đâu, chỉ có diễn là Nhung nhập vai thôi, chứ còn bình thường là hai đứa nói chuyện ông với bà hay là tao với mày nhiều lúc cũng gây lộn vậy thôi chứ thôi, tại nhưng vì khán giả nó đem từ tao mày, giờ mình kêu nhưng mình tao mày đó. À, Nhung kêu. Bà ông thì có là Nhung Quỳnh. Kêu. Hoặc là ông với tôi. Nhưng mà Nhung thì có kêu, tại Nhung tức mình, Nhung kêu, thằng quỷ. Hai người ghét nhau và thích nhau như thế nào? Mà ghét tôi gì nhất, ghét Quỳnh gì nhất, thương Quỳnh gì nhất? Ghét Quỳnh là lười biếng. Giống như là nhiều cái Nhung kêu làm cái này cái kia lười không có làm. Đó là Nhung ghét. Với lại xong rồi chảnh. Chảnh chẹ, xong rồi ta đây là đàn ông, như là vậy đó, anh là đàn ông nên là nhiều cái không có có Nhung nói đúng mà vẫn bảo thủ. Vậy đó. Dễ thương là vậy thôi, là ghét vậy thôi. Dễ thương là gì? Còn thương là thương, thích là Quỳnh lúc nào Quỳnh cũng giúp Nhung, giống như là sai là chỉ, hát là nhiều lúc hát chung Quỳnh lời là Quỳnh chỉ, Quỳnh hát vô, rồi nhiều lúc lo diễn quá cái rớt nhịp hay là gì đó. Giúp những cái là Quỳnh cũng giúp đỡ cho Nhung cũng nhiều nhỏ nhẹ. Nhiều lúc cái tánh nóng lên nó xong rồi Quỳnh cũng rồi nói chuyện với Quỳnh, cái Quỳnh làm giống như là giọng nhỏ nhẹ lại, cái mình làm cho mình hết giận. Còn Quỳnh thích Nhung gỡ Nhung lại gì biết không? Nộp. No. No. Giỏi, chịu khó, như là yêu nghề, rất là làm, muốn làm cái gì là phải làm bằng được. Còn cái ghét một cái là giữ la thôi. Vậy là trong lúc diễn thì hai người có thể rung động với nhau không? Có. Nhưng mình có. Mình có không? Có rung động. À đúng rồi, ông hát bây giờ ông nhìn vô mặt tôi. Ông nhìn vô mắt tôi. À mình có rung động, rung động xong cưới tôi đi. Đấy, quý. Thì đứa nào cũng có một lối rẽ riêng rồi. Với lại mình ưng hôm nay mình đi diễn nói câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về nham nhở. Quỳnh sai. Cái câu đó là Quỳnh là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới Nhung về Nhung đẹp lắm rồi anh ơi. Đó. Thật tính là Quỳnh đi giỡn thôi, đùa thôi, chứ thực ra thì diễn với nhau thì cũng có những giây phút cảm xúc thôi, nhưng mà cảm xúc trên sân khấu thôi. Nhưng mà lúc bước xuống sân khấu rồi thì có thể là vì âm nhạc, khi mà âm nhạc nó cất lên nó làm cho con tim mình rung động. Nhất là người nghệ sĩ tuổi này rất là có dễ cảm xúc lắm, cho nên khi mà diễn Phi Nhung trên sân khấu thì giống như một người một điện âm điện dương vậy đó,
thì nó gặp nhau rồi nó sát, mà lúc bước xuống là tự nhiên hai luồng điện nó sẽ đi ra nơi coi như giống như không biết cũng nghe gì đó trời. Thì nhiều lúc nó tức lắm luôn á, nhiều lúc bước sân khấu là ổng đi đúng tiêu tìm không ra. Lên sân khấu thì hát vậy đó, xong bắt đầu vô trong cái sân khấu là không biết ổng không cần phải nắm cái tay mình, ổng dắt mình vô hay là không, ổng đi đâu mất tiêu vậy đó. Nhiều lúc mình nói chứ cái thằng này thiệt mình không có nghĩ là Mạnh Quỳnh của mình vậy hả. Bây giờ ta mới nói đó. Rồi những lúc giận nhau thì giận có lâu hay không? Giống như là cũng hát với một ca sĩ khác, nhưng mà mình á thì mình trong lòng của mình rất là tốt, mình muốn là cái người đó là hát chung với Mạnh Quỳnh, hiểu không? Xong rồi á Mạnh Quỳnh á thì hai người thôi có Nhung á Quỳnh không hát đâu này kia nọ, vậy mà cái làm cho mình nói chứ ô sao ông tôn trọng mình quá ha. Mình mới vừa quay vô trong cái ở ngoài cái hát chung vậy đó, trời ơi cái nói ủa sao hai người không, ủa gì kỳ vậy, nó tức lên tới đây nè, nói ủa ta đã nói hai đứa mày hát đi, hoặc hai đứa mày không chịu hát, hai đứa mày nói là thôi có Phi Nhung, để Phi Nhung hát với Mạnh Quỳnh cho nó đặc biệt. Mình sao mình nói ồ sao hai người này tốt quá ha, rồi vậy mà mới vừa nói xong cái là nhớ cái đợt đó là tại cái bầu show họ yêu cầu thì đó, nhưng mà họ yêu cầu mình cũng phải giữ lại hứa chứ. Đúng. làm cho tôi thăng hoa lên được một chút, cái làm nó tức quá phải không, trời ơi đá từng cái rầm, không có đủ làm quà đâu, hai đứa cũng rồi bắt đầu diễn thì cũng hát vậy. Vậy là mỗi lần mà biểu diễn trên sân khấu với cái cảm xúc hôn nhau tình tứ thì như thế nào? Lên ủa mình có hả? Mới giỡn thôi, thì diễn thì mình thật ra thì diễn thì mình cũng đó, có những cái thì làm cho khán giả hiểu lầm thiệt, tại vì đôi khi những lúc những cái hai đứa mình diễn có những cái tình tứ, có những cái nụ hôn trao nhau hoặc là những cái gì thì thực ra thì đó cũng ít có ca sĩ nào mà tôi song ca nào sân khấu mà dám làm chuyện đó. Đối với Nhung là Nhung diễn khi mà diễn chung với Mạnh Quỳnh ôm hay là hôn hay là cái gì đó là Nhung là cho Nhung là một cái người yêu của Quỳnh, Nhung chỉ nghĩ với như đó là mình làm tròn bổn phận cái vai của mình nên làm cho khán giả thấy. Bán cái bao bó chạy liền á. Cho hôn. Đến đây mình cũng xin cảm ơn Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Xin chào, tạm biệt.